Bắt đầu. Thì lâu lắm rồi, được gọi là mấy tháng rồi tôi không quay trở lại với mọi người rồi. Thì tôi quay trở lại với mọi người nhưng mà tôi quay trở lại ít lắm. Bây giờ thì tôi mới có cơ thời gian rảnh. Thì từ sáng bây giờ thì tôi làm một cái hộp. Hộp bình thường nhé. Đấy. Sao tôi mang hộp này ra làm gì nhỉ? Mà lại còn dán lại tem tem này nữa làm gì? Tôi mang hộp này ra làm gì nhỉ? Vứt đi. Lừa bạn tí thôi. Hộp này là hộp quý giá, nó có độ nặng là khoảng cân rưỡi, à không à, nửa cân đấy. Thì các bạn có thể biết, các bạn có muốn biết bên trong nó là cái gì không? Bây giờ nó có mã số là, mã số là gì nhỉ? À, cái này có mã số là 024. Bây giờ cái hộp này ấy, tôi sẽ bán nó đi với mã số là 024. Nhưng mà không phải hộp bình thường ấy nhỉ? Tôi bán cái hộp này đi này. Hộp này nó chỉ có giá 40.000 thôi nhưng bây giờ tôi nâng cấp nó thành 360.000 rồi. À 390 rồi. Đấy, hộp này bình thường là nó có 40.000 thôi nhưng tôi nâng cấp nó lên hàng hàng mấy lần đấy, 390.000 thôi bạn nhé. Tôi nâng cấp lên từ 40.000 mà tôi nhân lên bao nhiêu mà nó lại thành 390.000 đấy các bạn. Đấy các bạn có biết bên trong này là cái vật liệu gì không? Nó có trên nó khoảng nửa cân đấy. Đây. Các bạn có thể thấy là nó có tem. Đấy thì nó đã bị che cái phần bên trong rồi. Thì phần bên trong thì nó sẽ là rất là đặc biệt. Cái này nó không lồi lên này. Ok, bây giờ các bạn đoán đi, phần bên trong nó chính là gì? 3, 2, 1. Ok, đã hết thời gian đoán rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mở nó ra. Ok, tôi đã nâng cấp nó lên bằng cách là thêm những chi tiết vào trong này. Quá ngon, mọi người có thể thấy không? Đây, chúng tôi đã làm như thế này. Đây, nó cũng khá là thu gọn, nó cũng bình thường thôi nhưng mà đắt lắm đấy. Tôi bán với giá là 390k nào, ai mua không nào? 390k mã số không áo giá 0,24, à không, nhầm. Mã số 0,24 mới đúng, còn giá là vẫn giữ nguyên 390k nhé các bạn nhá. Anh Sơn cho hỏi là cái bộ của anh có tác dụng gì mà anh lại bán giá đắt như thế thì liệu có ai mua không? Thì cái sản phẩm của tôi ấy là nó phải có tác dụng chứ, chứ tôi bỏ tôi làm này tôi bán ra thị trường ế thì tôi quẳng cái này đi như kiểu là cái hộp 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 vứt đi này hả? À, tôi quẳng nó đi đấy. Bây giờ tác dụng của nó là phải có tác dụng, không có tác dụng thì tôi quẳng đi, mà có tác dụng tôi mới nhặt lại đấy. Các anh chị em, ai mà không có tác dụng đây? Thì tác dụng của nó là nó có thể chống giật. Vì sao nó chống giật? Các bạn hỏi là vì sao nó chống giật? Đúng rồi, bởi vì ấy, các bạn có thấy những cái người mà đi rửa xe ấy, mọi người hay dùng những cái cầu dao này, đấy, cầu dao mà dập lên dập xuống này, là nó bằng cái sứ ấy, nó cái cầm tay bằng sứ ấy, thì nó rất là nguy hiểm. Đấy nhá, lúc các bạn rửa xe thì tay các bạn lúc nào sau khi rửa xe hoặc trước khi rửa hoặc là lúc đang rửa xe thì tay lúc nào nó cũng phải ướt, không thể nào không có chuyện là tay nó không ướt được đấy. Các bạn tay lúc nào nó cũng phải ướt, nếu mà các bạn không có cái găng tay nhá, găng tay tôi bỏ xuống nhá. Đấy thì ấy, đây bây giờ tôi ví dụ nhá, tay các bạn luôn lúc nào ướt. Bây giờ xong rồi, tôi xịt xong xe rồi, bây giờ đến công đoạn là bôi xà phòng rồi. Bây giờ đây cầu dao đây, tôi sẽ đi ra đấy tắt cầu dao thôi nào. Đây tắt cầu dao, tôi cầm một cái cầu dao, nhưng khoan đã, lúc tôi cầm một cầu dao ấy thì nước ở trên tay tôi nó sẽ vẫn còn vài giọt, nó sẽ trụm vào đây thì nó sẽ chảy vào từng giọt đây. Chỉ cần nó chỉ có bình thường cái cầu dao ấy nó chỉ có một chút xíu, nó chỉ có một đoạn dài xíu xíu thôi, còn phần dưới là đồng. Thì lúc chúng ta cầm ở cái chỗ này này thì nước ở chỗ này, nó nước ở tay mình nó sẽ chảy xuống, nó sẽ chảy qua cái lớp sứ và nó sẽ vào cái lớp đồng, nó chảy vào lớp sứ, nó chảy vào lớp đồng này, thì nó sẽ truyền điện từ cái lớp đồng này nó vào lại vào tay mình, thì nó phá máu của mình đi đấy, nó không gì, nó mình sẽ gây đến tử vong đấy, rất nguy hiểm đấy. Cái thứ hai là đỡ phải đi lại, các bạn biết sao là đỡ phải đi lại không? Bởi vì á,
Bình thường ấy, giống như ví dụ là các bạn đã có găng tay rồi, các bạn chẳng sợ gì cả, không quan tâm đến thằng Trường Sơn nữa nữa. Mình có găng tay rồi, chưa vội mừng đâu nhé các bạn nhé. Lúc đấy thì các bạn vẫn phải đi 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 lại, đi 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 lại. Các bạn tắt cầu dao đi. Đấy, bạn cứ thấy đi 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 lại, tắt cầu dao, bật cầu dao, tắt cầu dao, đi đi lại lại. Nhưng cái này của tôi có thể đeo cái này vào cổ. Rồi, ấn này, chỉ cần nhấn một nút phát nó khác tự tắt, nhấn một nút phát nó khác tự bật. Chúng ta không cần phải đi đi lại lại. Đấy, không cần phải đi nhiều. Cứ đi 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 lại lại, đi đi lại lại mệt, mệt hết cả người. Đấy, phí công lắm. Ok, cái thứ ba là điều khiển motor công suất cao. Đấy, những cái motor này nó có lúc chúng ta dùng cái cầu dao bình thường này, thì chúng ta dùng chúng ta bật đi bật lại thì nó cũng phát được cái điện lớn lúc chúng ta đây nhá. Đây là đầu vào này, đây là đầu ra này, đấy, ông à, đây là đầu vào nhá, đây là đầu vào, còn đây là đầu ra đã được nối thẳng đây rồi. Thì lúc chúng ta cầm cái cầu dao chúng ta kéo cái này xuống, nó chập vào đây, motor ba pha nó chập vào đây thì nó sẽ tóe lửa xinh xích xinh chách ấy. Thì cái này nó sẽ giảm tóe lửa đi, nó giảm thôi nhá, chứ không phải là tóe, nó làm tăng tóe lửa ấy đâu. Thì lúc nó giảm đi cũng đủ rồi. Lúc các bạn nhá, cái ấn này xuống là nó tóe lửa ghê lắm, tóe lửa gọi ghê. Còn cái này nó giảm tóe lửa đi đấy, chứ nó không tăng tóe lửa. Lúc chúng ta có ga đang xịt trong kia thì phòng năng mùi, có mùi ga, chúng ta chỉ cần ga cái cầu dao phát là bùm. Nhưng mà nếu mà nhà nhiều, nếu nhà mà có nhiều cửa sổ là nó vẫn không nổ, nó vẫn không bùm. Nhưng mà dùng cái này thì nhiều cửa sổ thì nó cũng không bùm. Nhưng mà nếu mà cái nhà mà nhiều cửa sổ ấy thì nó vẫn có thể bùm, bởi vì ga nó, bởi vì cái cầu dao nó tế ra cái nhiều điện ấy, nó tế ra lửa nhiều lắm. Ok, thì cái thứ ba là cái này điều khiển được công suất có là 6 kW. Đấy, các bạn thấy ghê không? 6 kW 30A. Đấy, các bạn có thể biết là U nhân Y bằng công suất. Thì lấy U là 200, U là 220V nhân với A là 30A. Thì các bạn thử nhân xem, nó sẽ bằng là 6 kW. Đấy, 6 kW đấy, cái này hơi bị mạnh luôn đấy. Đây thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn từng cái chi tiết trong này. Đây, đây thì các bạn cũng quen biết rồi phải không? Cái này nhìn là biết rồi. Cái này chính là cái khởi động từ mình. Nếu mà cái bé bé tí 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 này này thì nó được gọi là cái di lây. Bé bé như thế này này thì nó sẽ được gọi là cái di lây. Đây các bạn nhìn này, cái này chính là cái di lây. Vì cái này không gọi là khởi động từ thì nó cũng hơi vô lý. Khởi động từ nó chỉ dành cho cái điều khiển công suất lớn thôi. Nếu các bạn nhá, đấu cái điều khiển có cái motor 1 kW vào trong này nó bùm cháy luôn, dập tắt. Đấy. Thì cái này nó có thể điều khiển được đến tận 6 kW. Nó không nổ bùm mà nó lại còn thừa sức nữa cơ. Giống kiểu là mình bê cái này thôi, cái này có mỗi nửa cân. Mình bê được cả một cái thùng to, cả bê được cả cái bàn này. Cứ sao bê cái bé bé này dễ dàng. Đấy, cũng kiểu là cái điện từ cái motor kia thì cái biến tần nó chỉ cần, cái khởi động từ này chỉ cần nó có ngồi này, nó bê cái này thôi, rất là nhẹ. Đấy, nếu mà chúng ta điều khiển cái cao thì nó lại nặng lắm. Đấy, như chúng ta thôi, cầm này rất là nhẹ. Đấy, thì chúng ta có thể bê được cái nhá, 60 kg. Nhưng mà cái này nó chưa được 1 kg. Thừa sức luôn. À, ý anh nói là cái relay kia thì nó điều khiển được cái công suất thấp đúng không? Đúng rồi. Thế còn cái khởi động từ này thì điều khiển công suất cao đúng không? Đúng. Không phải ý anh vậy không? Chưa, ý tôi chính là thế. Thế cái relay kia nó bao nhiêu A mà cái khởi động từ này nó điều khiển được bao nhiêu A? Dòng điện đi qua nó ấy. Cái khởi động từ ấy nó có thể điều khiển được. Như cái mà anh đang lắp ấy. Cái đang lắp của tôi là nó có mức điều khiển nó là 30A. Thì các bạn có thể nhìn thấy từ cái bảng thống kê này. Okay. Thống kê này. Đấy thì cái các bạn nhìn này. Cái relay này này. Nó các bạn nhìn nó chỉ có mỗi 10A, rất là kém.
10A 220V. Bạn thử nhân xem bao nhiêu? Bằng 250W. Bởi vì nhân 250 mà nhân với 10 ta chỉ việc thêm số 0 ở cuối. À đúng rồi. Thì thành 200 220 mà nhân với 10. Thì nó là thành 2500 kW kW. 2000 kW nhỉ? Ừ, watt thôi. 2000W. À 2000W thôi, bởi vì nếu mà nói là 2000 kW thì thành mấy 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 triệu watt đấy. Đấy thì cái này nó có thể điều khiển được 2 kW. Ok. Bé tí so với cái này. Còn cái này nó có thể điều khiển được 6 kW cơ. 2 nhân với 3 được 6. 2 quặn mà không biết thế nào. Các bạn mà không biết bảng nhân thì học lại nhá. 2 1 2 2 3 2 2 4 2 3 6 nhá. Cái này nó có thể được điều khiển 6, gấp cái này 3 lần. Nó gấp cái relay thì 3 lần. Rồi 3 lần nhá. Cái này chỉ có mỗi 2 kW, cái này có 6 kW, gấp 3 lần nhá. À cái chú Lê Hiển đang hỏi là em tưởng cái to to này là cái công tắc tơ. À, thực ra thì nó vẫn là cái khởi động từ thôi Lê Hiển ơi. Khởi động từ vẫn là tên gọi, nó chỉ là cách gọi khác nhau của cùng một sản phẩm thôi. À, cùng là khởi động từ nhưng mà người miền Bắc người ta hay gọi là khởi động từ, người miền Nam người ta hay gọi là công tắc tơ. Công tắc tơ là người ta dùng tiếng Anh. Tiếng Anh thì cũng không đúng tiếng Anh nhưng mà người ta gọi theo kiểu của tiếng Anh. Tiếng Anh mà viết khởi động từ nó là công tắc tơ. Nhưng mà nó không đọc là công tắc tơ. À rồi ok. Thì cái bộ máy này là toàn bộ là do tôi làm. Thì một tí nữa tôi sẽ gắn thêm dây điện để ra và vào để cho các bạn xem nhé. Ok, anh đấu luôn đi. Thì cái này tôi đã nói trước từ đầu clip rồi. Cái này nó mà giá của nó là 0024.000. Đấy, tôi lại nhầm rồi. À, mã số của nó là 0024.024. Còn số tiền của nó là 390k nha các bạn nha. Rất là rẻ, rất là ưu đãi. À rồi ok, để cho Cú Sơn lắp tiếp sau đó thì nói chuyện luôn nhỉ. Ừ. Cái này là tôi khuyến mãi đấy, bởi vì cái này là cái sản phẩm cũng là đầu tay của tôi bán thị trường. Đây cái này lúc nào tôi sẽ mang ra bán lên thị trường nhá. Ok, thì bây giờ tôi sẽ gắn cái dây điện này vào ở trong này. Để cho một để một tí nữa các bạn xem nó sẽ như thế nào nhá. Bây giờ anh chưa cắm hộ tôi cái máy khoan. Ok. Tưởng gì chứ cắm hộ máy khoan thì đơn giản thôi. Cái cắm nó bay ra tận chỗ tôi. Tôi cắm này, một tay bỏ cò ra nhá. Cắm đấy, xong. Lỡ tay xuống cướp cỏ. Khởi động từ contactor nó viết chữ viết tắt của chữ nó viết của chữ contact. Contact là kết nối, liên hệ. Thêm chữ er nữa thành contactor. Contactor tức là liên hệ giữa dòng dây điện này và dây điện kia kết nối với nhau. Cái này khó nhỉ. Xin chào Kim Chim Chiều, xin chào ông Trần Hợp. Ông Hợp với Cú Sơn đang chế tạo để bán những cái sản phẩm liên quan đến điều khiển từ xa, các thiết bị công suất lớn. Hôm vừa rồi bố cháu mua cho cháu một số những cái khởi động từ và một số những cái bộ vi mạch để cháu liên kết với nhau. Để cháu liên kết với nhau. Cách đây một vài năm lúc Cú Sơn học lớp 3 thì Cú Sơn cũng đã chế máy quạt chạy bằng pin thì cũng đưa lên YouTube vào kênh Trồng Trọt 123. Các bác anh các chị mà ủng hộ Cú Sơn thì vào kênh YouTube like cho Cú Sơn một like. Like cho Cú Sơn một like vào kênh Trồng Trọt 123 viết liền nhau. Có phần Cú Sơn học lớp 3 thì Cú Sơn đã chế cái quạt chạy bằng pin để chống nóng về mùa hè. Nhưng mà cô Sơn này, cho tôi hỏi là anh cứ câu dây từ trên xuống dưới này, tôi chẳng hiểu anh câu để làm gì vậy? Đây nhá, anh nhìn thấy nhá. Thì cái đây là nguồn nhá, nguồn sẽ đi vào hai bên này. Thì đầu tiên tôi sẽ, đây là hai dây này ấy. Thôi tôi, anh cứ ví dụ là dây đỏ, dây bên nâu này là dây dương đi chẳng hạn đi. Hai dây âm, dây bên nâu là dây dương nhá. Thì anh có thể biết là hai dây dưới này này,
dưới đáy này, À. chính là cái dây để nó để cái khởi động từ nó nhảy. Ừ. Thì đây bây giờ chúng ta có thể đấu dây dương đi qua đây luôn, Ừ. còn dây âm để sau đi. Dây âm nó sẽ phải đi qua một cái bảng vi mạch điều khiển, nó sẽ bởi vì cái vi mạch điều khiển này nó thông qua này, nếu chúng ta ấn on thì có nghĩa là cái vi mạch điều khiển này nó sẽ chập vào đây, Ừ. thì nó sẽ làm cho cái cổng từ bên này đi vào đây, đi vào đây, đi vào bộ điều khiển, nó lại đi vào trong này, nó đi vào đây, Ừ. thì nó sẽ làm cho cái khởi động từ nó nhảy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhấn nút off này, nhấn nút off này thì nó sẽ bỏ cái này ra, thì nó đi vào đây thì nó ngắt mạch luôn rồi, nó không cho cái khởi động từ nó nhảy nữa. Đấy thì bây giờ tôi đã làm xong rồi, nhưng mà chưa phải tất cả, tôi chỉ làm xong là cái đầu nối thôi, đầu nối dây điện thôi. Bây giờ tôi sẽ test cho các bạn xem. Ok. Anh sẽ test cho mọi người Rồi. xem. Chưa đến Tết mà anh suốt ngày Tết 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 cho mọi người xem. Bây Tôi giờ đã bảo Tết đâu. là tờ e sờ tờ chứ tôi cũng vẫn bảo test đấy đâu. Ok, tôi sẽ mở cái ni lông này ra. Đây nha các bạn nha. Đây là nó có nút off, nút on. Bây giờ các bạn nghe nó nhảy nha. Ấn. À, đây là tôi lại ấn nhầm nút on rồi. Bây giờ tôi nhấn nút off này. Đó. Tôi nhấn nút on. Đó. Tôi nhấn nút off. Tôi nhấn nút on. Tôi nhấn nút off. Đấy. Nếu mà các bạn nhấn nút on này nhá, các bạn nhấn đi nhấn lại thì nó vẫn chẳng có tác dụng gì. Các bạn phải nhấn nút off thì nó mới có tác dụng. Đó, đã thế cơ. Ok, thì nó rất là tiện ích. Đấy. Nó các bạn sẽ treo này này. Đây, các bạn treo này vào vòng cổ, là các bạn làm vòng cổ, các bạn treo vào góc nhà, nơi mà các bạn dễ nhớ, các bạn treo vào cổ. Thì lúc muốn rửa xe, chúng ta chỉ cần cầm này, ấn thôi, chứ chẳng cần phải đi đi lại lại, cũng chẳng cần, cũng không bị điện giật, đấy. Cũng không gây ra nhiều tiếng nổ lớn làm cho mình sợ. Đấy, cái này nó chỉ cần nhấn thôi, thế là nó chạy rồi, có cần gì to tát đâu, đúng không? Chẳng cần gì to tát. Giá của cái này là 90k. Đấy. Với áo mày. Đổi lại nhầm rồi. Giá của cái này là 024. Đấy, tôi lại nhầm lần nữa. Giá của nó thật nhá, bây giờ tôi nói thật. Giá của nó là 390k. Còn mã số là 200 áo mày. Tôi lại nhầm. 0,2 áo mày. 024 mã số. Ok. Đấy, thì từ nãy giờ tôi nói nhầm đến nỗi mà cái này nó tôi còn chưa lọt qua chỗ này các bạn. Đấy. Thì lỡ đâu một tí lại nhầm rút điện rồi cho tay vào đây phát xong. Rồi, ok. Thì clip của tôi đến đây là kết thúc. Đây. Các bạn nhớ mua cái sản phẩm này để ủng hộ mình nhá. Thì ok. Kênh Nguyên Phát Trường của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn. À, nhưng mà anh thử đi ra Cái cửa, anh thử đi ra cửa kia để xem nó điều khiển được bao nhiêu xe. này tôi có thể điều khiển được rất là xa. Ok, tôi sẽ đi ra tiếp bên kia. Anh đi Em ra, ngồi đây. anh đi ra cửa, anh điều khiển, anh bấm đi để xem là từ cửa Anh, vào. Đây, bây anh đi ra. giờ nhá, anh chỉ việc là hô to, tôi sẽ Anh thử. Thôi, tắt đi, nào, bật. Ai là vẫn được. Tắt đi. Đúng rồi, nghe pạch tắt rồi, ok. Ok. Khả năng là có rất nhiều người mới bắt đầu vào xem, khả năng anh Sơn sẽ giới thiệu lại lần nữa nhỉ? Ôi rồi ấy rồi. Sao? Giới thiệu lại lần nữa cho mọi người vì Bây giờ mọi người xem phải giới thiệu lại nơi nó trái mô tả đi.
Anh giới thiệu lại một lần nữa, tại vì có nhiều người mới xem thì đâu biết được. Ok, xin chào anh Sơn. Nghe lại à? Ok, tôi sẽ đồng ý với tiêu đề là lại. Anh làm lại từ đầu đi, tại vì có rất nhiều người mới vào xem thì anh hôm nay anh làm cái gì đã vậy? Hôm nay thì em thôi, anh tôi rút điện này ra trước đỡ đâu. Tôi giới thiệu vừa động tay đấy chắc giật chết toi. Ok, lại thành người không dùng cái bộ điều khiển này cũng bị giật. Ok, đúng rồi. Giới thiệu đã bị giật chết rồi đúng không? Ok, thì bây giờ hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn bộ sản phẩm có tên là bộ ngắt điện công suất lớn thông minh. Thì tôi đã dán tem mác ở đây rồi. Đó, tem mác của nó là tôi đã dán đầy đủ vào đây. Đó. Thì giá của sản phẩm này là 390k. Cũng có mã số là 024. Ok. Thì đây vừa từ nãy giờ tôi đã làm xong hết rồi. Thì các bạn có thể nhìn lợi ích của nó là chống bị giật. Sao chống bị giật? Đấy, các bạn hỏi là sao mà chống bị giật? Bởi vì cái này ấy, nó chỉ dùng đến cái điều khiển đấy thôi. Nó không liên quan đến mình bây giờ nhá các bạn nhá. Đây, đây chính cầu dao. Hai dây này sẽ là đây nhá. Hai dây này sẽ là in là vào, còn hai dây này sẽ là o u tờ rồi. Thì đây vào nó sẽ đã có điện vào đây rồi. Thì lúc nó có điện rồi ấy, thì nó chỉ có mỗi ba cọc thôi. Còn cái nếu mà ấy, in thì nó sẽ là cái cầu dao để chúng ta dập xuống ấy. Thì lúc chúng ta muốn dập cầu dao ấy, trước hết tay lúc nào các bạn rửa xe lúc nào tay các bạn cũng ướt, lúc nào nó cũng ướt. Nếu ai đeo găng tay thì một lúc sau khác biết hậu quả của đeo găng tay. Nó cũng không gây đến chết người nhưng mà hậu quả nó lại làm cho mình, một tí nữa tôi sẽ nói. Còn bây giờ nhá, tay tôi đang ướt nhá, không đeo găng tay. Bây giờ tôi phần sứ nó chỉ có đến đây thôi. Còn phần đồng nó sẽ như thế này. Đồng nó sẽ thành phần này. Chúng ta sẽ cầm, lúc chúng ta cầm vào cái cục sứ nước từ trên tay. Thôi tôi đi lấy cái cầu dao cho anh. Tôi lấy cầu dao cho anh mô tả cho dễ. Đúng không? Đây, cầu dao đây. Đây, tôi nhìn thấy cầu dao ở kia rồi. Đấy, ok. Anh giới thiệu luôn đi. Anh thử xuất tiện đi. Thì cầu dao. Sao anh bảo tôi tiện ích? Tôi là cái gì mà anh bảo tôi là tiện ích với anh nhỉ? Đây nha các bạn nhé. Đây, nó chỉ có mỗi từng đây thôi. Từng đây phần sứ thôi. Lúc tay tôi nó ướt, tôi sẽ... Rồi, đi tắt cầu dao rồi. Cầm đây. Nước nó sẽ chảy nhanh xuống cái phần, các bạn có thể nhìn thấy phần đồng chỗ này nè. Đấy, thì nước nó sẽ chảy xuống và các bạn dập cái này phát thì nước thì điện nó từ đây nó sẽ vào trong này, thì nó lại truyền vào tay tôi thì nó gây đến tử vong đó, rất là nguy hiểm. Nên tôi dùng bằng cái cách này, cầm đây thôi, nó sẽ không gây đến như thế nào cả. Cầm đây thôi, đeo vào vòng cổ, làm vòng cổ để đeo. Lúc nào chúng ta muốn tắt chỉ cần nhấn nút on, lúc nào chúng ta muốn off chỉ cần nhấn nút off. Ok, thì tác dụng lợi ích thứ hai đó chính là đỡ phải đi lại đây nhá. Những cái người mà cầm đeo găng tay hãy nghe nhá. Đeo găng tay ấy, thì đây, đeo găng tay nhá. Lợi ích là nó giúp chúng ta làm được nhiều việc hơn. Lúc các bạn rửa xe ấy, các bạn cứ phải đi lại lại để dập cái cầu dao tắt cầu dao lại. Thì nó lúc đi ra ngoài kia vào trong tắt cầu dao, là ra ngoài rửa xe tiếp, đi ra ngoài kia tắt cầu dao, đi ra ngoài kia lại vào trong này bật cầu dao lên, lại ra rửa xe tiếp, ra ngoài kia rửa xe xong rồi thì ra ngoài này tắt cầu dao lại. Rất là nhiều công đoạn là phải chờ, nguyên nhân là do cầu dao này. Thì bây giờ nó rất là tiện ích, cái này nó có thể điều khiển xa như vườn, như đầu, như các bạn đã thấy là nhiều ở trước kia. Thì cái này các bạn có thể đeo vào cổ, như là chúng ta có thể đi đứng đứng y một chỗ đấy,
đứng im một chỗ, chúng ta cầm máy xịt, chúng ta nhấn vào đây, chúng ta cầm dùng tay này nhấn vào đây, nhấn phát tắt xong để cái đấy xuống chỗ và tiếp tục rửa xe. Đó, thứ ba là làm điều khiển motor công suất lớn. Đây nha các bạn nha, đây các bạn có thể thấy là cái này công suất của nó là 60A. Bạn có thể biết là U nhân Y bằng công suất. Bây giờ chúng ta biết A rồi thì chúng ta thử lấy 220V nhân với A là 30. Các bạn thử nhân xem nào. À, nó là 6kW. Tổng cộng là P bằng U nhân Y. U bây giờ U là vôn, còn Y là A. Chúng ta chỉ cần lấy U nhân Y thì bằng P. P là watt, watt công suất. Đó, thì tổng cái máy này có thể chịu là 6kW. Nó có thể điều khiển được cái motor 6kW. Đấy. Đây thì 6kW quá nhẹ nhõm nó. Cái rửa xe lúc nào chỉ dùng cái motor được gọi là 1kW hay 3kW thôi. Không có khác gì, tôi đã cầm cái này rồi. Nhẹ nhàng. Chẳng có khác gì cái à. Nếu chúng ta tải cái motor 6kW ấy, thì giống như chúng ta bê cái bảng này. Nếu 7kW thì chúng ta hết sức bê cháy luôn. Đấy, thì bây giờ cái máy rửa xe nó chỉ cần bê cái này thôi. Rất là nhẹ. Giống con người thôi, bê cái này rất là nhẹ. Rồi. Bây giờ cái này nó bây giờ mình sẽ giới thiệu từng chi tiết cho các bạn nhé. Không ai xem được nên nó bị như thế này chắc không ai xem được. Đây. Đây chính chắc là máy mà bị sao đâu. Đây. Đây chính là cái khởi tử ở miền Nam gọi họ gọi là công tắc tơ. À, còn cái này chính là cái biến áp. Biến áp này chúng ta chỉ cần 3W thôi là có thể điều khiển được rồi. Bởi vì cái này nó không hao điện. Cái này nó không ăn điện, nó ăn rất là ít điện của mình. Thì cái nguồn này nó có thể tải đổi cái này rồi. Nó tải quá nhẹ cái này luôn. Đấy, cái này chính là vi điều khiển. Đây các bạn thấy đấy, bây giờ mình sẽ giới thiệu từng cái cách đấu nối nhá. Thì các bạn thấy đấy, đây. Đây chính là nguồn vào của cái biến áp. Thì chúng ta phải cho, lúc nào cũng phải cho cái biến áp này nó có nguồn để nó tải, để nó chạy này. Ok, cái này rồi nhá. Thì dây nâu là dây dương, còn dây xanh là dây âm. Thì một dây ở chỗ này tôi sẽ nối vào cái biến áp vào chân com, và chân NO tôi sẽ nối nó vào chỗ này. Đây, vào cái chỗ chân này này. Còn cái chân trên này nó sẽ nối thẳng xuống đây luôn, không cần nối nhiều, cần đoạn dây nối thẳng xuống đây. Còn như chỗ này chúng ta không được nối thẳng xuống nữa nhá. Nối thẳng xuống thì còn gì thì bộ này với cái cục này vứt đi. Nó cũng chẳng có tác dụng gì, nó còn làm cho mình phiền phức hơn nữa thôi. Đúng rồi, nó còn làm phiền phức hơn thật đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ dùng, thì các bạn phải dùng cái bộ vi điều khiển này. Các bạn sẽ đấu như sau. Một dây các bạn đấu vào cái nguồn âm. Nguồn âm các bạn đấu vào đây, vào chân com. Chân com nó vào NO nó lại vào chỗ này. Thì lúc đầu không ấn, lúc đầu là không ấn, không mở, thì cắm điện vào nó là off. Nhưng lúc mình ấn on thì nó sẽ nhảy cái relay này, thì nó sẽ chập hai bên này vào. Thì nó sẽ chập hai bên này giống kiểu là đấu thẳng dưới đây, thẳng vào đây thì nó mới có tác dụng, chứ tự nhiên đấu từ bên trên này thẳng xuống đây thì nó chẳng có tác dụng. Đấy, thì mấy cái này coi như cục sắt bỏ đi. Ok. Thì cách còn hai dây điện này chúng ta đấu vào đây. Bởi vì sao đấu vào đây? Bởi vì đúng rồi, chúng ta đấu vào đây thì lúc nó đi qua đây thì nó coi như là không có gì. Coi như là không có gì, bên này là tất cả là không có điện. Lúc chúng ta cắm điện rồi thì bên này coi như là không có gì, không có điện. Chỉ có những cái khẩn từ nó hỏng thì hai bên, ba bên này có điện nhá. Nói về cái hỏng nhé, chứ cái này chưa hỏng đâu. Đấy. Thì lúc chúng ta nhấn nút on thì nó sẽ bên này lại coi như là có điện. Đó. Ok. Thì tôi đã dán đầy đủ tem mác. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây. Tự động hóa trường sơn. Thì bây giờ
Tôi sẽ test cho bạn xem nhé. Không bạn test. Tôi sẽ cắm nguồn điện vào. Không giật đâu nhá. Cái này nó bằng nhựa, toàn bộ bằng nhựa. Chúng ta bằng gỗ này, bằng gỗ không bao giờ giật được. Nó giật sao được mình. Này, giật đi. Giật sao được? Này, giật đi. Muốn giật không? Giật đi. Giật sao được mà. Nghe bằng nhựa sao giật được? Đấy. Thì đây. Nó sẽ có một nút được, một cái bảng điều khiển. Cái remote. Đấy, cái remote đó chính là cái điều khiển. Đây, nút off, on. On là bật, off là tắt. Bây giờ chúng ta sẽ bật nhá. Đó, các bạn thể thấy nó đã bật. Đấy, các bạn nhìn này, lúc cái đèn này sáng lên là nó sẽ bật. À, tôi lại nhấn ngược lại rồi. Tôi lại phải nhấn nút off. On. On. Off. On. Off. On. Đấy, các bạn thấy đấy. Thì cái này tôi sẽ đi xa, nhưng mà với các bạn có thể nhìn thấy đi xa phải không? Ok, thì nó cũng chỉ là như thế thôi. Đấy, thì cái này tôi trong vòng các bạn lúc nào tôi sẽ chế tạo ra nhiều sản phẩm như thế này nữa. Nhưng mà cái này tôi là sản phẩm đầu tay. Có nghĩa là sản phẩm mà tôi đã chế tạo ra để đưa lên thị trường. Đấy, tôi sẽ chế tạo cái này ra để đưa thị trường. Giá của nó là 390k với lại mã số là 420. Đấy, nó lại ngược lại rồi, tôi lại nói nhầm rồi. Đấy, mã số của nó là 024. Ok, thì clip của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả bạn, bye bye. À, thế là cô Lê Ngọc bảo là đi ngủ thôi bạn Sơn ơi. Rồi, chúc cô Lê Ngọc và mọi người ngủ ngon nhá. Cô Sơn xin chào mọi người ở đây. Ok, xin chào tất cả mọi người. Bye bye.